Chuyện gì? Sao cô hay quên quá vậy? Để tôi nhắc cho cô nhớ. Đó là chuyện cô phải hợp thức quá cái thai trong bụng của cô. Hay là cô muốn tự mình đi sinh em bé? Tôi nhắc cho cô một lần nữa, cô phải gài bẫy thằng Khang. Tôi nhớ rồi, tôi đã gài bẫy để cái bào thai này là của thằng Khang. Nhưng mà tôi đâu có ngờ đâu, thất bại trong tay đám bạn của nó. Cái gì? Sao lại thất bại trong tay bạn của nó? Thì lúc đó tôi đã cho nó uống rượu rồi. Nó đã ngã gục rồi. Nó chuẩn bị dìu tôi lên giường để mà tôi hợp thức quá cái thai này. Ngay giờ phút quan trọng đó, mấy ông bạn của nó đâu nhào vô, Rồi kêu nó đi công chuyện gì đó. Sao mà tôi biết được? Vậy mà cũng để thất bại cho được nữa. Tôi có muốn đâu. Anh cứ trách mắng tôi hoài vậy. Tôi nhắc cho cô nhớ, lần sau mà kế hoạch thất bại nữa, hoặc là cô không tranh thủ thời gian, thì tôi e rằng cô phải tự mình giải quyết cái thai này thôi. Tôi không liên quan gì nữa hết. Anh nói vậy mà nghe được đó hả? Chuyện tôi có bầu, anh cũng không yên thân đâu. Anh đừng có tưởng quất ngựa truy phong với tôi là dễ. Đừng có hòng. Tùy cô. Như vậy là cổ nói cái bầu. Anh Khang, chuyện tày trời như vậy có nên nói cho anh ấy biết không? Chứ để ảnh bị gài bẫy như vậy